đi vào cuộc thi tổng kết cuối năm Canh Tí thì chúng ta niệm Phật nha. Thank you.
bạn nghiêm túc làm bài nha, có máy quay nha. Bạn nào không nghiêm túc là cô sẽ theo cái máy quay cô trừ điểm nha. Cái này rất là hiện thực và công công bằng, cho nên các bạn cố gắng làm bài. Mình hiểu gì làm cái đó, không có cần phải theo gì hết á. Tại vì mình học hiểu là chính mà. Các bạn làm bài đi. Bình tĩnh mà viết bài, bình tĩnh mà viết chữ chân thật và đẹp. Nhớ gì viết đó. Nếu mà đúng theo thứ tự thì quá tốt, mà không đúng cũng không sao. Nhưng mà đương nhiên là đúng sẽ được cộng điểm rồi, mà đương nhiên không đúng thì sẽ ít điểm hơn. Ví dụ như bài đó 5 điểm thì nếu con đúng theo thứ tự thì con sẽ được tròn 5 điểm, mà con không đúng theo thứ tự con sẽ được 4 điểm, ví dụ vậy. Đó là ví dụ của con nha, mọi người ráng làm bài nha.
làm bài tốt nha, các bạn tập trung nha. Chớ làm các điều ác, nhưng làm các việc lành, giữ tâm ý trong thần, đó là lời Phật dạy. Khi mà thực sự có anh hỏi thì mình phải trả lời như thế nào? Không trao đổi khi chúng ta đang thi nha mọi người. Bên đây là tất cả các bạn từ lớp 3 đổ xuống đang thi vấn đáp. Chắp tay lại. Chắp tay hình gì? Hình bút ve. Đầu gì cúi xuống? Cúi xuống để làm gì? Đầu con cúi xuống để làm gì? Tôn trọng. Rồi tiếp tục, quan mời bạn tiếp theo. Chắp tay lại nè. Rồi con tên gì? Các bạn cứ yên tâm đi, nếu mà đề khó hơn thì cô sẽ chấm điểm.
lỏng hơn và dễ hơn. Còn bài thật là dễ hơn thì cô lại nắm cắt hơn và chặt hơn. Được chưa nào? Thế các bạn cứ yên tâm là bài cô rất là không hoàn thành được chấm điểm. Quy là bốn, y là nguyên tử, đan là ba, cho nên các bạn cố gắng làm bài. Các bạn tập trung làm bài nha, chúng ta làm cho thật tốt, chữ cho thật đẹp nhé. Là trong bài quan chấm mà có nhiều bạn rất là cùng số điểm, nên bây giờ khi nào quan đọc tên thì lên đây ha, quan sẽ hỏi một câu, tại vì chúng ta cùng số điểm nên là quan sẽ hỏi một câu để chọn ra một bạn. Cái này là chúng ta thi không phải là thắng thua, tụi con nhớ nha, thi để cho tụi con có động lực để học tiếp chứ không phải là thi để chúng ta thắng thua. Tại vì ở đây là tại vì tụi con á là có người học lớp 3, có người học lớp 1 nên là sẽ khó, nên là bây giờ con sẽ chia ra hai top. Nếu mà cùng học lớp 1 và cùng số điểm thì lên đây chúng ta sẽ thi, con sẽ hỏi một câu mà bạn nào nhanh và trả lời trước nhất và chính xác nhất
thì bạn đó sẽ được của anh chọn là người cao điểm nhất của lớp 1. Rồi tiếp tục lớp 3 cũng vậy, tại vì tụi con không đồng cùng với một lứa. Nếu mà con kêu lớp 1 với lớp 3 lên chung á thì tội cho mấy em lớp 1, đúng không? Nên là giờ con sẽ kêu lớp 1 trước. Bây giờ là bạn Toàn Mỹ nè, bạn An Thiện với bạn Nguyên Định là cùng số điểm. Nên giờ con kêu hai bạn lên thì con sẽ hỏi một câu, ai trả lời đúng và chính xác và tự tin nhất thì sẽ được người đó sẽ được ban chọn ha, tại vì hai bạn cùng điểm với nhau. Bạn tên là Diệu Kim nữa, con lên ba người. Chúng ta phải
như thế nào? Rồi bạn nào trả lời cho Văn được giơ tay đó. Rồi các bạn giơ tay đi, bạn nào trả lời được thì giơ tay cho Văn. Rồi toàn Mỹ Nguyên Tịnh, hai bạn giờ Văn có anh vừa dứt lời là tụi con phải giơ tay liền nha. Rồi bây giờ nè, chúng ta toàn Mỹ với Nguyên Tịnh, hai người thì là nhau trả lời cho Văn. À, trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy chúng ta chớ là gì? Rồi bạn trả lời được giơ tay. Giơ tay bạn không? Trả lời được. Bạn nào trả lời được giơ tay chứ không? Bài chưa? Rồi. Đổ lên. Quả thi như thế nào nha. Rồi.